Tiến Hành xin kính chào quý vị khán giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ tư ngày hôm nay là 5 tây tháng 4 2023. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Thẩm phán không cho phát sóng, chỉ cho chụp ảnh trước phiên xét xử ông Trump. Quyền thẩm phán tòa án tối cao New York, ông Juan Merchan có quyết định về đề nghị muốn phát sóng phiên xét xử cựu tổng thống Donald Trump của truyền thông. Theo đài CNN, thẩm phán Merchan viết trong lệnh tối 3 tây tháng 4 rằng yêu cầu của truyền thông là có thể hiểu nhưng phải cân nhắc giữa lợi ích của truyền thông và lợi ích xung đột. Mặc dù từ chối yêu cầu phát sóng trực tiếp phiên xét xử của ông Trump trên truyền hình, ông Merchan vẫn viết về tầm quan trọng mang tính lịch sử của phiên xét xử. Chắc chắn vụ truy tố này liên quan đến một vấn đề có tầm quan trọng to lớn. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có một tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống bị truy tố hình sự. Vụ xét xử ông Trump tạo ra mối quan tâm chưa từng có trong công chúng và thu hút chú ý của giới truyền thông. Người dân đang muốn có thông tin chính xác và cập nhật nhất hiện có. Các hãng tin sẽ không được phép phát sóng phiên xét xử ông Trump, nhưng thẩm phán Merchan cho phép 5 phóng viên ảnh chụp ảnh trước khi bắt đầu tiến trình tố tụng, cho đến khi họ được nhân viên tòa án yêu cầu rời khỏi phòng. Số ảnh này sau đó sẽ được báo chí sử dụng chung. Trước đó, ngày 3 tháng 4, các luật sư của ông Trump kêu gọi thẩm phán Merchan từ chối yêu cầu về việc phát sóng trực tiếp trong phòng xử án của giới truyền thông. Các hãng truyền thông đưa ra yêu cầu này dựa trên nhu cầu tiếp cận của khán giả. Trong khi đó, ông Trump đã tới Manhattan và gặp các luật sư ở tháp Trump trước khi trình diện tòa án. Đề phòng sự việc xảy ra khi ông Trump tới trình diện, Sở Cảnh sát thành phố New York cho dựng hàng rào kim loại quanh tháp Trump và chặn các ngã đường gần tòa án hình sự Manhattan, trong bối cảnh dự báo sẽ có các cuộc biểu tình. Cảnh báo xuất hiện ảnh giả về chân dung lưu hồ sơ cảnh sát với shot của ông Trump. Theo nhật báo Time ngày 3 tháng 4, một số người ủng hộ cho ông Trump bắt đầu bàn cách tạo ra những bức ảnh mugshot giả trong các nhóm ủng hộ ông Trump trên mạng. Họ tung tin đồn thất thiệt rằng viên chức sở cảnh sát New York xóa tất cả ảnh mugshot ra khỏi Internet để không phải công bố ảnh mugshot của cựu tổng thống Trump. Một người đăng trên diễn đàn nổi tiếng ủng hộ cho ông Trump, hãy tạo phiên bản ảnh riêng của chúng ta và lan truyền bức ảnh. Một người khác thì viết nếu họ không công bố ảnh ngay lập tức, chỉ cần làm giả một bức ảnh. Trong những năm gần đây, hình ảnh giả về ông Trump trong tù bị còng tay hoặc bị buộc tội hình sự lan truyền rộng rãi. Nhưng việc người ủng hộ ông Trump rất muốn có những hình ảnh này cho thấy họ tin rằng mọi bằng chứng về việc truy tố ông Trump chỉ là một cuộc săn phù thủy bị chính trị hóa. Một người đăng trên một diễn đàn ủng hộ cho ông Trump, chỉ cần đưa cho tôi một tấm affiche hoặc một ảnh mugshot giả của ông Trump in trên tờ Hoa Kỳ, tôi sẽ mua toàn bộ sản phẩm. Tôi sẽ là người đầu tiên dán hình ảnh đó lên chiếc áo thun mới và mặc nó đi khắp mọi nơi. Chúng tôi sẽ lấy bất cứ hình ảnh nào xuất hiện. Đối với ông Trump, ảnh mugshot có thể được sử dụng cho các chiến dịch tranh cử hoặc kêu gọi các nhà tài trợ. Ông Trump đã huy động được hơn 5 triệu Mỹ Kim sau khi có thông tin ông bị truy tố. Theo một nguồn tin của Yahoo News, ông Trump sẽ không bị còng tay, không phải ngồi trong phòng giam và cũng không bị chụp ảnh mugshot là những quy trình thông thường được thực hiện. Văn phòng của công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đã tham khảo ý kiến của Sở Mật vụ và các viên chức tòa án thành phố New York. Họ kết luận rằng không có lý do gì để buộc cựu tổng thống phải còng tay hoặc chụp ảnh mugshot. Ông Trump bổ sung một luật sư danh tiếng vào đội ngũ biện hộ trước khi đi New York. Theo Politico, ngày 3 tháng 4, ông Trump bổ sung cựu công tố viên và là luật sư danh tiếng Todd Blanchie vào đội ngũ pháp lý của ông ngay trước khi đi trình diện trước tòa án quận Manhattan. Ngay sau khi được ông Trump chiêu mộ, luật sư Blanchie xin nghỉ việc tại Cadwalader, Wakeham & Topp, là công ty luật lâu đời và uy tín bậc nhất thành phố New York. Ông Blanchie viết trong email xin nghỉ việc, tôi nhận lời đề nghị đại diện ông Trump trong vụ buộc tội của phòng công tố quận Manhattan. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi cho rằng đây là điều tuyệt vời cho bản thân, là cơ hội không thể bỏ lỡ. Ông Blanchie có mối quan hệ mật thiết với đội ngũ ông Trump khi đang còn là người đại diện pháp lý cho ông Boris Epstein,
cố vấn cấp cao của cựu tổng thống, với sự bổ sung ông Flangey, đội ngũ luật sư biện hộ cho ông Trump trong vụ án tại quận Manhattan, bao gồm 3 người. Ông Flangey sẽ làm việc chung với các luật sư hiện tại của thân chủ là bà Susan Natales và Joseph Jacobina. Theo AFP, trong ngày 3 tháng 4, rất đông phóng viên, cảnh sát và hàng rào an ninh dựng quanh khu vực tòa hình sự Manhattan ở New York, nơi sẽ xét xử ông Trump. Nhà chức trách đóng cửa tháp Trump, nơi ông Trump ở khi đến New York. Nơi này có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, rào chắn được dựng lên bao quanh tòa nhà. Một nhóm nhỏ người ủng hộ xuất hiện với các băng rôn, xây xong bức tường Trump 24, đề cập đến việc ông Trump muốn xây dựng bức tường biên giới với Mexico để ngăn di dân lậu và ông sẽ chạy đua giành ghế tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Một số người chống Trump cũng xuất hiện, tuy nhiên số lượng phóng viên đông hơn nhiều so với số người biểu tình của cả hai phe. Theo một nguồn tin từ phía tòa án, phiên tòa buộc tội sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút chiều thứ Ba, 4 tây tháng 4. Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo. Hãng tin CNN cho biết Tổng thống Hoa Kỳ cho hay vẫn chưa rõ trí tuệ nhân tạo AI có gây nguy hiểm hay không, nhưng các công ty công nghệ phải đảm bảo chúng an toàn. Trong một cuộc họp với Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tòa Bạch Ốc ngày 4 tháng 4, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh AI có thể giúp cho con người chống lại những thách thức rất khó khăn như bệnh tật và biến đổi khí hậu. Khi được phóng viên hỏi liệu AI có nguy hiểm hay không, thì ông cho biết điều này còn phải chờ xem, nhưng nó có thể tiềm ẩn nguy cơ. Dù vậy, Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng các chuyên gia, nhà khoa học có trách nhiệm phải giải quyết những rủi ro đối với xã hội, nền kinh tế và an ninh quốc gia. Ông nói thêm, theo quan điểm của tôi, các công ty công nghệ phải có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm được an toàn. Không có các biện pháp bảo vệ, chúng ta đã nhìn thấy tác động của chúng đối với sức khỏe tâm thần, hình ảnh cá nhân cũng như cảm xúc và nỗi tuyệt vọng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Ông lặp lại lời kêu gọi Quốc hội thông qua luật về quyền riêng tư nhằm đặt ra các giới hạn đối với dữ liệu cá nhân mà các công ty công nghệ có thể thu thập, cấm quảng cáo nhằm mục tiêu đến trẻ em, đồng thời ưu tiên cân nhắc khía cạnh sức khỏe và an toàn trong quá trình phát triển sản phẩm. Hoa Kỳ đang đi đầu trong lĩnh vực AI, giúp chuyển đổi sức mạnh của máy móc để làm mọi công việc, từ việc email cho đến lái xe. Tháng trước, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cùng đồng sáng lập Apple Steve Wozniak và hàng nghìn người khác đã ký một lá thư kêu gọi dừng phát triển AI. Bức thư nhấn mạnh các hệ thống AI với trí thông minh cạnh tranh với con người có thể gây ra rủi ro sâu sắc cho xã hội và nhân loại. California lượng tuyết rơi tại đạt mức kỷ lục. Theo số liệu do Sở Tài nguyên nước California công bố ngày 3 tháng 4, tổng lượng băng tuyết trong mùa tuyết rơi 2022 đến 2023 tại tiểu bang này vượt qua kỷ lục được thiết lập cách đây 40 năm, vào mùa tuyết rơi 1982 đến 1983. Dữ liệu sơ bộ vào ngày 3 tháng 4 cho thấy lượng tuyết trên khắp California đạt mức tăng đáng kinh ngạc là 237% so với bình thường và đang ở mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử. Dữ liệu trên được thu thập thông qua hệ thống đo đạc tự động của Sở Tài nguyên nước, bao gồm hàng loạt cảm biến tuyết đặt rải rác trên dãy núi Sierra Nevada, nằm chủ yếu ở California. Giới chức Sở Tài nguyên nước California lên kế hoạch thực hiện cuộc khảo sát về lượng nước trong tuần này nhằm xác nhận lượng nước trong các lớp băng tuyết, và hàm lượng này được coi là chỉ dấu về nguồn nước cung cấp cho California trong tương lai. Theo bản đồ giám sát hạn hán của Hoa Kỳ, hơn 50% diện tích California được xác định không bị hạn hán vào tuần trước, trong khi trước đó 3 tháng, toàn bộ tiểu bang này được xác định rơi vào tình trạng hạn hán. Thống đốc California Gavin Newsom gần đây ban hành sắc lệnh bãi bỏ nhiều biện pháp hạn chế phục vụ việc đối phó tình hình hạn hán ở phần lớn các khu vực của tiểu bang, nhưng vẫn giữ nguyên các biện pháp ở một số khu vực của Bắc California, nơi vẫn đang trong tình trạng hạn hán vừa phải. Ngày 1 tháng 4 thường được coi là ngày kết thúc mùa tuyết rơi ở California, khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên và lượng tuyết rơi giảm. Tuy nhiên, trong năm nay, lượng tuyết được dự báo có thể tiếp tục đổ dồn lên các ngọn núi của tiểu bang cho đến tận mùa xuân, đặc biệt trong trường hợp xảy ra nhiều trận bão tuyết hơn. Mặc dù lớp tuyết dày kỷ lục sẽ giúp California thoát khỏi tình trạng hạn hán khắc nghiệt, điều này cũng đi kèm một số rủi ro nhất định có liên quan đến lũ lụt khi tuyết bắt đầu tan trong những tháng tới.